Thôi chào mọi người nha. Trời thì cũng đang mưa lâm râm. Giờ sau khi test Hận nó test thử cái chương trình khác. Anh em nào có xem clip thì nhớ để lại bình luận ha. Để mình biết đường mình trả lời trả vốn cho mấy anh em. Chạy bằng cái 6 ngựa gử, Honda 6 ngựa gử độ nha. Còn cái đó là cái vỏ bay của Hữu Tín. Này là test thử thôi, test thử cái chân vịt thôi. Mình thì dân miền sông nước mà, cho nên cái vỏ cái máy nó luôn gắn bó với người dân ở cái xứ mình. Rồi anh em ví dụ như đi ruộng cái gặp nhau cái nháy nháy nhau coi ai chạy về trước, nó ai chạy về sau, rồi cứ đua đua với nhau riết rồi nó thành cái phong trào, cho nên súng nhau tổ chức đua chơi. Giờ Hận nó đương test thử về đó nha. Chút xíu biết kết quả. Chạy là cái vỏ 3 mét của Hữu Tín. Cái vỏ bay, vỏ thái vậy đó, cái mẫu giống như vỏ thái vậy đó nhưng bằng composite. Nó cũng tầm, mà cái vỏ cũng tầm chắc 20 ngoài ký. Thấy cũng vững lắm, chạy thấy cũng vững lắm. Nhưng mà mặt sông đương ít sóng gì thì chạy được. Cái mặt sông mà có sóng là không dám chạy. Chạy nó nhủi vô lượng sóng luôn á. Đó là Hận đang test thử cái vỏ bay của Hữu Tín đó. Vỏ này trong nhóm mua hình như 3 triệu hay gì đó. Tốc độ thì cũng tầm 75. Tốc độ của cái máy đó, máy 6 ngựa 5 đó đó, máy 6 ngựa 5 độ đó cũng tầm 75 thôi, chứ cũng không có được nhiều lắm. Thì mưa tới rồi. Chào mọi người nha. Chúc mọi người vui vẻ nha. Nhớ xem và ủng hộ mình nha.